À, thì các bạn nhé, mình quay nhanh một cái lô hàng mới về nha các bạn. Cái này mới vệ sinh xong rồi. Thì đa phần là hàng Pana nha. Hàng Pana, con lớn nhất này là Pana 1,5 kg nha. 1,5 kg 2000 vòng 200V 3 pha. Thì con này các bạn có thể làm xả quy á, chạy đầu cắt cỏ hay là những cái đầu kéo nhỏ nhỏ nha, rất là tốt. Ok, Pana nha. Cái lô hàng này đa phần là không có cái encoder phía sau nè. Cho nên khách nào thực sự cần á, thực sự cần thì mình sẽ tìm một cái nắp chụp cho nha, còn không thì thôi, tại vì có nhiều khách á không cần các bạn, về có thể lắp cánh quạt nữa hay gì đó. Ok, Pana 1,5 kg và Pana 1 kg nha. Đó. Lô này thì đa phần Pana hết. Pana 1,5 kg và Pana 1 kg, con này cũng Pana luôn các bạn. Panasonic nha. Một số cái thì nó không còn tem nha các bạn, không còn tem nha, nhưng mà hàng là hàng Pana hết. Và thêm một số cái của Delta. Delta thì nó phù hợp cho những cái động cơ kéo các bạn. Tại vì Delta áp nó sẽ thấp hơn nha. Delta áp nó sẽ thấp hơn. Ví dụ con này đi Delta 1,5 kg nha, tu 2000. Nhưng mà con Delta áp á, thì nó 100, 110 nha, áp 110. Cái này có thể đấu lại được nha, nhưng mà cơ bản thì tùy nha các bạn. Tùy khách nha. Ví dụ khách nào mà xài cần đấu thì đấu ha. Còn không thì để như vậy. Lô này có hai loại chính nha, Pana và Delta. Con này cũng Delta nha. 1,5 kW, 110V, 2000 vòng. Làm những động cơ kéo nha, rất là tốt. Những con mà Delta. Ok, hiện tại mình có 3 loại như vậy nha. 3 loại chính như vậy. Pana 1,5 kg 2000 vòng. Và Pana 1,5 kg 2000 vòng. Con này cũng thuộc Pana luôn nha các bạn. Pana 1,5 kg 2000 vòng. Ok, những con này thì khách có thể làm phát điện nha, nếu mà 2000 vòng á thì nó nằm ở cái mức trung nha các bạn. Không chậm mà cũng không nhanh. Thì các bạn có thể làm phát điện cũng được, làm động cơ kéo thì nó cũng được, cái nào cũng được. Thực ra trước đây mình bán những con phanh đứt tua 2000 nữa các bạn, cho khách á, rất là ok luôn á. Khách phản hồi rất là ok. Có những khách mà muốn mua lại lần 2 nhưng mà giờ hết hàng các bạn. Mấy con mà lâu rồi mình xả 2,1 kg á, mấy con 2,1 kg á, tua 2000 nữa các bạn. Mấy con nó cũng giống như những con này, phát điện rất là tốt. Tầm 2000 phát điện được nha. Có anh khách ta mua 2,1 kg về ở ngoài rẫy á, phát điện để chạy mấy cái máy cắt á, máy cắt ngoài rẫy, máy cắt mấy hàng thì không có chạy, chỉ máy cắt mấy mài này nọ thôi, chạy rất là ok. Ok, khách nào có nhu cầu liên hệ shop nha.